Thế thì cái điều đầu tiên các em nắm được cho mình trong nội dung của chương 3 các em nhìn này. Kiến thức rất đồ sộ, năm la mã liền. Thế thì nếu mà nói về năm la mã này, cái la mã nào là quan trọng nhất? Cái số 1 la mã là các em đầu tư nhiều nhất. Các em chú ý cho mình mức độ quan trọng này. Một la mã là các em phải dành nhiều thời gian để học, rất nhiều thời gian để học. Tiếp nữa, cái nội dung thứ hai các em dành thời gian để học, đó là phần 4 la mã. Cái nội dung tiếp theo các em cần dành thời gian tiếp, mức độ ưu tiên tiếp theo ấy, đó là nội dung năm la mã Đấy, năm la mã và sau đó cái nội dung thứ tư đó là giai cấp và dân tộc chính là nội dung số 2 và sau đó cuối cùng đó là nhà nước và cách mạng xã hội kèm đến mức độ ưu tiên đấy một la mã là quan trọng nhất bốn la mã cũng vậy cũng rất quan trọng đấy, sau đó đến năm la mã sau đó đến hai la mã và đến ba la mã là cuối cùng tập trung nhé thế thì trong cái phần một la mã này này học thuyết hình thái kinh tế xã hội thì các em nhìn thấy nó có bốn nội dung cái nội dung đầu tiên nội dung đầu tiên này nó là cơ sở để hiểu các nội dung đằng sau cho nên các em phải dành thời gian cho nó nhưng không cần nhiều các em nhớ là nội dung này thầy nhớ không nhầm chưa có một trường nào hỏi về nội dung này nhưng nó là cơ sở để hiểu các nội dung sau nội dung quan trọng nhất trong phần một la mã đó là biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất đó là biện chứng giữa cơ sở tầng và kiến trúc tầng và mức độ tiếp theo đó là sự phát triển của các hình thái kinh tế xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên ba nội dung này là ba nội dung cốt yếu của triết học từ trước đến giờ tất cả các trường hỏi về duy lịch sử đều tập trung vào ba nội dung này đều tập trung vào ba nội dung này đầu tiên Đấy, các em chú ý mình nhé học kỹ cho mình nội dung này tiếp nữa cái phần 4 la mã này này ý thức xã hội đây là một nội dung rất quan trọng. Thế thì trong phần 4 la mã này các em đầu tư cho mình thứ nhất là khái niệm tồn tại xã hội và các yếu tố cơ bản tạo nên tồn tại xã hội. Thì đây cũng là một nội dung quan trọng. Có một trường hỏi nhỏ và đúng khái niệm này và đúng nội dung này. ta hỏi nhỏ mỗi nội dung này thôi. Nhiều bạn không tập trung để cứ đập vào mối quan hệ biện chứng thôi. Cho nên khi ta hỏi nhỏ như vậy thì lại không trả lời được. Cái nội dung thứ hai đó là khái niệm kết cấu tính giai cấp rồi các hình thái ý thức xã hội thì nội dung thứ hai này kem tập trung cho mình vào khái niệm và kết cấu của ý thức xã hội. Còn các hình thái ý thức xã hội có 7 hình thái ý thức xã hội theo giáo trình mới, kem chỉ cần lướt qua thôi, không đầu tư vào nó lại mất rất nhiều thời gian, không hiệu quả. Tiếp cái nội dung số 3 này này. Đó là quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội và tính độc lập tương đối, Kem nhớ này. Đây là một nội dung người ta rất thích hỏi. Vậy thì có những câu hỏi như thế nào? Có những câu hỏi người ta yêu cầu chúng ta phân tích mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội. Giúp dây nghĩa pháp luận. Câu hỏi này là câu hỏi 5 điểm. Người ta chỉ yêu cầu các em học thuộc bài. Chỉ cần học thuộc bài. Lúc bấy giờ là cái tay của bạn nào nhanh hơn. Bạn nào viết nhanh hơn. Chữ đẹp hơn. Thì các bạn thành công ở câu hỏi này. Bạn nào biết viết chậm thì phải chấp nhận chữ xấu thì phải chấp nhận thôi câu hỏi đó chỉ câu hỏi chỉ kiểm tra kiến thức yêu cầu chỉ mức độ là nhớ hiểu một phần đấy câu hỏi này là câu hỏi 5 điểm rất đầu sộ nhưng mà thường thì đúng rồi thầy xem thì nhiều trường hỏi kiểu ấy nhưng mà có những cái trường người ta hỏi gọi là trí tuệ hơn người ta ra câu hỏi bản thân người ra người ta cũng cần trí tuệ hơn thì người ta sẽ làm sao người ta sẽ yêu cầu các em phân tích một mảng trong này thôi người ta yêu cầu các em là phân tích vai trò quyết định của tồn tại xã hội đối với ý thức xã hội và người ta yêu cầu chúng ta phải lấy ví dụ liên hệ thực tiễn rút ra ý nghĩa đấy là câu hỏi quan trọng vai trò quyết định của tồn tại xã hội đối với ý thức xã hội như thế nào hồi nhỏ đấy và câu hỏi này khá nhiều trường hỏi thì các em phải nắm được nội dung này nhá. Nhưng còn cái vế thứ hai này này, tính độc lập tương đối các em nhớ nó có năm cái tính độc lập tương đối của ý thức xã hội. Từ cái tính đầu tiên đó là tính lạc hậu, xong vượt trước kế thừa tác động qua lại lẫn nhau và ý thức xã hội tác động trở lại đối tồn đại xã hội tức là nó có năm khía cạnh. Thì các em nhớ là có trường ta hỏi về tính độc lập này cả năm khía cạnh luôn và rút ra ý pháp luận. Và các em nhớ là năm khía cạnh này nếu mà các em học mà trong tài liệu ấy nếu năm cái cạnh này viết ít nhất ra nó cũng phải rơi vào bao nhiêu nó rơi vào bốn năm trang giáo trình và nếu các em viết ra thì phải hơn mười mấy trang Đấy, cho nên cái tính đầu lập tương đối này các em phải học như thế nào mới vào đầu được nhưng cũng có thể các em nhớ này có thể này nếu câu hỏi mà có trường 3 điểm ấy người ta không yêu cầu chúng ta phân tích tính độc lập chúng ta cần hỏi sâu nữa ta chỉ hỏi một cái tính nào trong đó thôi ta hỏi là phân tích tính lạc hậu của ý đức xã hội Đấy, lấy ví dụ, phân tích, giúp ra ý nghĩa. Đấy, câu hỏi nhỏ như vậy thì kem thấy khó rất nhiều. Còn cái nội dung tiếp theo, ưu tiên thứ ba là con người mà thầy nói, thầy không nói theo tuần tự 1, 2, 3 nhé, các em nhớ như vậy. thế nhấn mạnh từ bên trên đấy. Cái nội dung tiếp theo đó là triết học về con người. Thì cái mà các trường hay hỏi nhiều nhất, đấy, vẫn con người nhé, các em tập trung này. <laughs> người ta sẽ hỏi các em ở cái vế đầu tiên này, này, là con người và họ yêu cầu các em phân tích đó là cái thực con người là một thực thể tự nhiên xã hội câu này được khá nhiều trường hỏi cũng hiểu hiểu sao họ lại thích cái câu hỏi này con người là một thực thể tự nhiên xã hội các em phải phân tích cái phương diện tự nhiên của con người nó biểu hiện như thế nào các em phải phân tích được cái phương diện xã hội con người nó biểu hiện như thế nào và mối quan hệ giữa nó chúng Đấy là câu hỏi mà ta thích hỏi Câu hỏi người ta cũng rất thích hỏi Phần con người này nữa Đó là phần bản chất con người Nhưng mà thầy thấy rằng Người ta còn hỏi ít hơn cái phần con người này Ở đây thực sự là cái phần hay này Đấy, bản chất con người Trong tính hiện thực của nó Bản chất con người là tổng hòa các quan hệ xã hội Thì các em nên dành thời gian để đọc Thầy nói rồi, đọc trong giáo trình Có rất ít Cái này các em nên dành thời gian đọc Trong cái cuốn 6-7 câu của thầy Thầy đã tổng hợp và phân tích thậm chí có những ví dụ đấy có những liên hệ kèm hết sức chú ý cho mình đây là một nội dung khó trong đơn giản nó không đơn giản giống như kiểu người ta viết ở trong đó thôi Đấy, các em chú ý mình cái nội dung đầu tiên nhé Đây cả hai nội dung này như vậy là cả hai nội dung đều quan trọng Còn cái hiện tượng tha hóa con người và vấn đề giải phóng con người Thực ra đây nó cũng là một nội dung lớn của chủ nghĩa Mark Và triết học Mark và cả cuộc đời Mark Dành cho cái gì Dành cho việc là tìm ra con đường cách thức để giải phóng con người và bản thân các ông ấy cũng nghiên cứu rất kỹ về sự tha hóa con người trong chủ nghĩa tư bản. À. Nhưng nội dung này thì các em đọc thêm, mình chỉ giới thiệu thôi, không đi sâu vào nội dung này. Đấy, các em nhớ nhé, và các trường thì thầy cũng không thấy hỏi câu này. Trong mấy cái thời gian thi gần đây không thấy có hỏi câu này nhé. Tiếp, cái câu tiếp theo này, quan điểm của Charles Lenin về quan hệ giữa cá nhân xã hội. Cái này cũng có hỏi nhưng rất ít. Chủ yếu tập trung vào vế đằng sau. Đó là vai trò của quần chúng nhân dân và lãnh tụ trong lịch sử. Đấy. Và trong đó người ta tập trung nhiều nhất là gì? Là vai trò của quần chúng nhân dân Thế thì trong quần chúng nhân dân này Các em phải nắm rõ được khái niệm Các em phải nắm được vai trò quần chúng nhân dân Biểu hiện như thế nào Và từ đó từng nội dung của vai trò đó Các em liên hệ tới thực tiễn cách mạng Việt Nam Vai trò quần chúng nhân dân Trong sản xuất vật chất thế nào Đấy. Trong các cái hoạt động chính trị xã hội như thế nào Trong các cuộc cách mạng xã hội như thế nào Đấy, trong việc sáng tạo ra các cái giá trị văn hóa tinh thần và hưởng thụ các cái giá trị văn hóa tinh thần đó ra sao phần vai trò của chúng nhân dân là rất quan trọng và các em nhớ người ta rất thích hỏi câu này câu này nó vừa dễ chấm nhưng nó lại vừa dễ cho các em trong quá trình học vừa dễ cho các em liên hệ như nói sản xuất vai trò quần chúng nhân dân trong sản xuất vật chất thì các em phân tích thì không biết đến bao giờ cho xong vai trò quần chúng nhân dân trong gì trong các cái cuộc cách mạng xã hội ấy. làm nên cách mạng tháng 10 thử xem có cần quần chúng nhân dân không? Để làm nên cách mạng tháng 8 thì có đúng phải dựa vào quần chúng nhân dân không? Và trong quần chúng nhân dân đó cốt lõi nhất là ai? Lực lượng cơ bản nhất là ai? Các em phải xác định được. Còn cái câu về lãnh tụ này các em nhớ là có hỏi nhé, có hỏi về vai trò lãnh tụ nhưng rất ít. Để các em xem qua. Đấy, còn vấn đề con người trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam thì các em nhớ nội dung này, học cái nội dung này chủ yếu để gì? Để lồng vào để liên hệ với vấn đề con người bản chất con người nên vấn đề quần chúng nhân dân học nó để lồng vào để liên hệ đấy các em chú ý cho mình như vậy tiếp còn cái nội dung hai la mã đó là giai cấp và dân tộc thì trong nội dung này các em nhớ này vì các em là đặc thù là thi vào khối ngành an ninh cảnh sát cho nên đây vẫn là một nội dung cần phải chú ý mặc dù câu hỏi vào giai cấp và đấu tranh giai cấp khá ít trong nội dung này thì chủ yếu vào nội dung này thôi còn mối quan hệ thì các em xem qua. Vấn đề dân tộc thì ít khi hỏi. Thì các em tập trung nhiều vào vấn đề giai cấp là gì? Nguồn gốc của giai cấp. Vai trò của đấu tranh giai cấp. Và liên hệ nó trong thời kỳ quá độ lên trường xã hội như thế nào? Còn rộng hơn là đấu tranh giai cấp của nó trong điều kiện hiện nay như thế nào? Và trong thời kỳ quá độ lên trường xã hội như thế nào? Các em tập trung nhiều vào nội dung này. Thì nó đặc thù của các em. Cho nên các em vẫn phải dành thời gian cho nó. Và thêm nữa. Thêm nữa này cái phần giai cấp này này thêm nữa nhá với cái phần nhà nước này này nhà nước và cách mạng xã hội là nội dung 3 là nội dung ưu tiên cuối cùng thì cái phần giai cấp các em có dành thời gian một chút ở phần này rồi nhưng cái phần nhà nước này thì các em nhớ là trong môn pháp luật đại cương học kỹ ân rất nhiều các em có thể mang kiến thức của triết học sang bên đó các em có thể mang kiến thức ở bên đó sang bên này bởi vì các em nên nhớ rằng cái môn pháp luật đại cương của các em ấy chủ yếu là gì quan điểm ấy tư tưởng đó đều là quan điểm phần lớn đều là quan điểm của chủ nghĩa Mark Lenin hết chúng ta đi nghiên cứu cái quan điểm khác các cái quan điểm phản khoa học hoặc là phiến diện nhưng cuối cùng bao giờ chúng ta phải đi về tìm hiểu xem vậy thì quan điểm của chủ nghĩa Mark Lenin về vấn đề đó như thế nào cho nên nếu các em học tốt phần này thì nó là cơ sở để các em học tốt cái phần pháp luật và ngược lại và các em nhớ là cái bạn mà thi ở T4 ấy, bạn ấy thi ở T4 bạn ấy đạt được điểm rất là cao đấy môn pháp luật bạn đạt được 9,5 và môn triết học bạn được 8,75 điểm mà thầy có chụp hình như thầy có chụp gửi trên nhóm đấy thì các em nhớ là bạn ấy có học học rất kỹ cái phần triết học này và bạn nói luôn là cái phần kiến thức của triết học này bổ sung rất nhiều cho cái phần nhà nước cái phần nhà nước ở bên kia cái phần giai cấp ở bên kia đấy, cho cái môn pháp luật ấy. bởi vì triết học viết khái quát nhưng mà rất bản chất còn cái phần bên pháp luật các em biết rồi, đôi khi rất giàn trải. Người ta diễn giải rất dài dòng, nhưng cuối cùng diễn giải dài dòng nó cũng chỉ là đi về cái chỗ bản chất là như vậy. Cho nên nó khó học. Cho nên học được cái này thì có thể bổ sung cho cái kia. Học cái kia làm sâu sắc hơn cái này. Đấy. Còn phần nhà nước thì thầy lướt qua thôi. Vì các em học kỹ phần kia rồi. Phần cách mạng xã hội thì các em bổ sung thêm một chút. Đấy. Cũng hiểu thêm được cái phần cách mạng xã hội này. Để sau này các em học được cách mạng xã hội này thì các em sang cái phần phần nhà nước ấy cái phần mà trong phân môn pháp và đại cương ấy thì có cái phần là chứng minh sự ra đời của cái nhà nước sinh nghĩa nó là một tất yếu khách quan thế ra đời nhà nước sinh nghĩa nó là một tất yếu khách quan thì rõ ràng nó phải thông qua đâu phải thông qua cách mạng xã hội thì mới ra đời được nhà nước chứ và không thông qua cách mạng xã hội chủ nghĩa thì làm gì ra đời được nhà nước sinh nghĩa thế nên chứng minh rằng sự ra đời của nhà nước sinh nghĩa nó là một tất yếu khách quan thì rõ ràng các em phải hiểu về cái gì các em phải hiểu về giai cấp các em phải hiểu về đấu tranh giai cấp, các em phải hiểu về cách mạng xã hội thì các em mới thấy được cái sự ra đời của nhà nước xã hội chủ nghĩa thông qua cách mạng vô sản nó là một tất yếu khách quan Đấy, thì thầy lưu ý các em này phần 1 la mã là ưu tiên nhất tập trung vào 2, 3, 4 Đấy. phần 4 la mã tập trung vào phần 1 phần 2 đặc biệt tập trung nhiều nhất ở phần 3 phần 5 la mã tập trung vào phần 1 tập trung vào phần 3 nhưng phần 3 tập trung nhiều nhất là vai trò quần chúng thêm nữa lãnh tụ cá nhân và xã hội có trường hỏi nhưng rất ít nội dung 4 này chủ yếu là bổ sung cho cái gì 4 là vấn đề con người là bổ sung để liên hệ cho những nội dung bên trên nội dung 2 tập trung vào phần một nhỏ đấy, chỉ tập trung vào phần một nhỏ đấy thôi Phần kia các em chỉ đọc lướt qua thôi Dành thời gian một chút ít thôi đấy, Nội dung ba la mã Nhà nước và cách mạng xã hội Thì các em nhớ là lấy kiến thức của phần pháp luật đại cương bổ sung cho nó. Đấy, cho nên học phần bên này bổ sung cho bên kia một chút để nó bản chất hơn. Học bên kia để làm rõ nội dung bên này, hoàn toàn thể mang sang cho nhau thì nó hoàn toàn có thể mang được cho nhau bổ sung cho nhau. Và phần cách mạng xã hội thì học thêm, bổ sung thêm nó cũng có phần nào đó nó có ích cho các em trong quá trình mà các em luận giải cho sự ra đời của nhà nước xã nghĩa.